Ơi, chào toàn thể anh em. Nay mình đi thăm cái lúa cấy buổi trưa nha các bạn. Thì trở lại với lúa cấy là chúng ta thấy là nó rất là sáng hạt nha các bạn. Cho dù nó cũng có chảy lá nha các bạn, chứ không phải là không. Cho với cái vụ này thì nó cũng có cái hiện tượng là nó vẫn tốt hơn, nó vẫn sáng hạt hơn. Thì trên cái OM18 thì mình có phun thuốc trừ sâu đục thân hay, nhưng mà nó vẫn bị lay gai nha các bạn. Có nghĩa là đối với cái sâu đục thân này thì mình không có quản lý nó tuyệt đối giống như sâu cuốn lá được nha các bạn, nó vẫn có. Và cái miếng OM18 này là của cậu chính ông bằng kế thằng em út của mình. Đây bạn. Rất là đẹp các bạn. Đây bên đây của em mình. Thì về cái hình thái màu sắc thì thấy là lúa cậu chính nó sáng màu hơn các bạn. Em mình nó xịt thuốc thì thấy nó không sáng màu bằng, chắc là một phần cũng ảnh hưởng đến cái cách bón phân nữa nha các bạn. Thì cậu chính là cũng là một trong những người nông dân mà tiên tiến ở cái khu vực mình các bạn, là nhờ một trong những người nông dân giỏi ở khu vực mình, là cậu chính thì ổng chuyên là cấy lúa không nha các bạn. Ở đây thì người ta bình chọn là cậu chính là một trong những người nông dân mà giỏi nhất cái khu này nha các bạn. Cái khu của mình là thuộc xã Trung Thạnh nha các bạn, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Thì cậu chính là mà được nhiều người nông dân là bình chọn là một người nông dân giỏi nhất cái khu vực này nha các bạn. Thì đối với năng suất của em 18 thì cậu chính luôn làm với cái năng suất tối ưu không nha các bạn. Thì mình là cũng cũng theo dõi cái lúa cấy của cậu chính nó nhiều vụ và mình mới quyết định là cấy nha các bạn. Thì cái lúa cấy nó sẽ cho năng suất cao hơn cái lúa sạ. Và chúng ta thấy là càng về sau thì cái lúa cấy nó càng đẹp các bạn. Rồi tiếp tục là mình quay đến cái chỗ này cho các bạn thấy là vi khuẩn các bạn. Thì nó ở cuối đầu đất thì nó cũng cái vi khuẩn này thì giống như là cái luồng cái gì các bạn, cái luồng ở trên không khí hoặc là gió đây gì đó, thì nó rớt ngay cái khu vực nào thì mình thấy là nó gây hại ở khu vực đó. Như cái miếng lúa cầu chính là nó gây hại phía dưới gió này thì nó đỡ hơn nha các bạn. Thì có nghĩa là mình bị dưới chót thì nó đỡ hơn là mình bị trên đầu. Nếu mình ở trên đầu gió thì khả năng nó sẽ lan theo gió, là cái khả năng mà mình quản lý không tốt thì nó sẽ cháy hết miếng ruộng luôn các bạn. Thì ở đây là cậu chính không bị dưới phía dưới, còn phía trên thì không bị, thì nó không lây lan ngược gió. Thì cậu chính là một trong những cái người nông dân mà kỹ tính nhất ở cái khu mình luôn nha các bạn. Đường nước đồ rất là thông thường. Rồi đây ổng đóng những cái cọc này như thế này để mà xịt thuốc là phải đi lên tới trên đây các bạn, rồi để cái bình ở đó và múc nước ở đây. Thì ổng cũng tạo một cái hố hơi sâu ở chỗ này để cho mình dễ lấy nước. Cũng là một trong một những cái người nông dân mà kỹ tính. Và mình thì tuy mình còn trẻ nhưng mà cái độ kỹ tính mình và những cái việc này thì mình vẫn không làm bằng cái một cái người mà có tuổi hơn mình như cậu chính nha các bạn. Cái hiện tượng cháy bì lá này thì nó cũng gây ảnh hưởng năng suất. Nhưng mà đối với lúa cấy thì mình thấy là nó cũng không có ảnh hưởng cao nha các bạn. Thì mình thấy là nó cũng vẫn vô gạo nha các bạn.
nó vẫn vô gạo nhưng mà nó không bằng những cái chỗ khác thôi, mấy chỗ mà được mà bảo vệ bộ lá thôi, nhưng mà mình thấy là nó vẫn vô gạo. Nhưng mà chắc chắn rằng là cái trọng lượng ngàn hạt những cái chỗ trái bìa lá này thì nó không có thể nào à bằng được cái trọng lượng ngàn hạt của cái nơi mà nó không bị bệnh nha các bạn. Và cô chính là cũng là một trong những người nông dân mà có nhiều công ty tập đoàn của những cái hãng thuốc trừ sâu lớn là hội thảo đầu bờ cho các nông dân các bạn. Corteva, Syngenta, BASF, Dubon. Và cô chính cũng là một trong những người mà thường xuyên sử dụng những cái sản phẩm mới của những tập đoàn lớn nha các bạn. Lúa quá đẹp các bạn, năng suất có thể đạt là 1 tấn trên 1 con tầm cắt nha các bạn. Rồi nắng quá vô các bạn ơi.